Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 11 2024. Trên với BTV tối nay là bản tin kết quả bầu cử 2024 và hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Để mở đầu, Minh Phượng kính mời quý vị theo dõi kết quả bầu cử. Ngày thứ ba năm tháng 11 2024 là ngày tổng tuyển cử của cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2024. Ngoài cuộc bầu cử quan trọng nhất để bầu ra tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 34 trên 100 ghế Thượng viện cũng sẽ được bầu lại cho Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ khóa 119. Ông Donald Trump đã được bầu làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ vào thứ Tư, 6 tháng 11. Một sự trở lại phi thường đối với một cựu tổng thống đã không chấp nhận thất bại 4 năm trước, châm ngòi cho một cuộc nổi loạn bạo lực tại Điện Capitol, Hoa Kỳ, bị kết tội trọng tội và thoát chết trong hai vụ ám sát. Với chiến thắng tại Wisconsin, ông Trump đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành được ghế chức tổng thống. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump chỉ tay vào đám đông giữa những người ủng hộ ông tại bữa tiệc theo dõi đêm bầu cử ngày 6 tháng 11 năm 2024 tại West Palm Beach, Florida. Phó tổng thống Kamala Harris chính thức gọi cho cựu tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư, 6 tháng 11 để chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và chúc mừng ông. Theo kết quả sơ khởi do hãng tin AP dự đoán, tính tới sáng thứ Tư, cựu tổng thống Trump, ứng cử viên Cộng hòa thắng 277 phiếu đại cử tri, vượt qua mức 270 phiếu cần thiết để đắc cử, trong khi bà Harris, ứng cử viên Dân chủ, chỉ mới được 224 phiếu. Nỗ lực trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên của bà Harris đã không thành. Là con gái của một đôi vợ chồng nhập cư gốc Phi Châu và Ấn Độ, bà Harris từng được một ký giả gọi là Obama nữ cách đây 10 năm. Thất bại của Phó Tổng thống Harris trong cuộc bầu tranh cử sát sao và căng thẳng với cựu Tổng thống Trump làm tiêu tan giấc mơ đó. Tuy nhiên, dường như bà đã gieo hy vọng cho phụ nữ rằng con đường trở thành giới chức dân chủ cao cấp không khép lại đối với họ. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên người Mỹ gốc Phi Châu, đầu tiên và người Mỹ gốc Ấn Độ đầu tiên làm phó tổng thống Mỹ. Trong bài xã luận đăng trên báo trước ngày bầu cử năm tháng 11, ba ngày, bà Harris cho hay bà tin rằng người Mỹ đang muốn có tổng thống phục vụ tất cả người Mỹ, mà tôi đã làm như vậy suốt sự nghiệp của tôi. Bà viết, phó tổng thống Harris có cơ hội lớn để tiếp tục làm nên lịch sử khi tổng thống Biden đừng tranh cử hồi tháng 7 sau khi tranh luận tệ hại trên truyền hình với cựu tổng thống Trump cuối tháng 6. Ông Biden đề cử bà Harris thay thế ông tranh cử, nhưng có vẻ quá trễ. Đại tá Hùng Cao thất cử ghế thượng nghị sĩ tại Virginia, nhưng nhiều người tin là ông sẽ giữ một vai trò quan trọng trong lúc ông Trump là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tới ông Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đánh giá cao cam kết của Trump về hòa bình thông qua sức mạnh. Khi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đang tiến gần đến số phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng tại Tòa Bạch Ốc. Tôi nhớ lại cuộc gặp tuyệt vời của chúng tôi với Tổng thống Trump hồi tháng 9, khi chúng tôi thảo luận chi tiết về quan hệ đối tác chiến lược Ukraine-Hoa Kỳ, kế hoạch chiến thắng và cách chấm dứt hành vi xâm lược Ukraine của Nga. Ông Zelensky đăng trên X, Tổng thống Zelensky nói Ukraine quan tâm phát triển hợp tác chính trị và kinh tế cùng có lợi, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Chúng tôi mong đợi một kỷ nguyên của một hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo kiên quyết của Tổng thống Trump. Tổng thống Zelensky nói, tôi đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh. Trong các vấn đề toàn cầu, đây chính xác là nguyên tắc có thể thực tế mang lại hòa bình công bằng ở Ukraine. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện. Ông Zelensky nói, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói, EU và Hoa Kỳ không chỉ là đồng minh, chúng tôi gắn kết với nhau bằng mối quan hệ tác thực sự giữa người dân của chúng tôi, đoàn kết 800 triệu công dân. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc trong một mối quan hệ đối tác xuyên đại Tây Dương, tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta, hàng triệu việc làm và hàng tỷ đô la trong thương mại và đầu tư ở mỗi bên bờ đại Tây Dương, phụ thuộc vào sự năng động và ổn định của mối quan hệ kinh tế của chúng ta, bà nói trong một tuyên bố, chúc mừng sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên X,
Sự trở lại lịch sử của ông vào Tòa Bạch Ốc mở ra một khởi đầu mới cho nước Mỹ và một cam kết mạnh mẽ đối với liên minh vĩ đại giữa Israel và Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang trên X sẵn sàng hợp tác như chúng ta đã từng làm trong 4 năm qua, với niềm tin của ông và của tôi trong sự tôn trọng và tham vọng vì hòa bình và thịnh vượng hơn. Theo NHK, Đài Loan có thể bị bỏ rơi. Một điều mà mọi người rất quan tâm về kỹ nghệ chất bán dẫn của Mỹ chưa đủ khả năng để bảo đảm kỹ nghệ xe hơi và nhiều công nghệ điện tử khác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được gửi đến quý vị danh sách của những người Việt Nam, những người Mỹ gốc Việt ra ứng cử trong cái mùa bầu cử năm 2024 tại Hoa Kỳ. Theo tài liệu của người Việt thì có 61 ứng cử viên gốc Việt. Và sau đây là theo thứ tự ABC của các tiểu bang, chúng tôi xin được kể tên một số những người ra ứng cử. Ở tại tiểu bang Arizona thì ứng cử cái chức vụ là dân biểu tiểu bang, địa hạt số 1 là có dân biểu Nguyễn Quang. Tại California thì ra ứng cử dân biểu mà liên bang á, địa hạt số 12 thì có giáo sư Jennifer Trần. Dân biểu liên bang địa hạt số 45 luật sư Derek Trần. Dân biểu tiểu bang địa hạt 10 dân biểu Stephanie Nguyễn. Dân biểu tiểu bang địa hạt 70 dân biểu Tạ Đức Trí và luật sư Jimmy Phạm. Giám sát viên Santa Clara County địa hạt số 2 có Madison Nguyễn, luật sư Betty Dương. Nghị viên San Jose địa hạt số 8 có Tâm Trương. Thị trưởng Miltat thì có nghị viên Hon Liên và nghị viên Anthony Phan. Nghị viên của Sunnyvale địa hạt số 6 có Elaine Lê. Học khu Miltat có chủ tịch Hải Minh Ngô. Học khu Eastside có phó chủ tịch Brian Đỗ. Học khu Alum Rock có Minh Nguyễn. Học khu Berryessa có ủy viên Khoa Nguyễn. Học khu Phan Liên Mắc Liên có Hồng Hà Hoàng, Hạnh Gia Nguyễn. Giám sát viên Orange County địa hạt số 1 có thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Học khu Coast Community College District địa hạt số 2 có Phú Nguyễn và tiến sĩ Joe Đỗ Vinh. Học khu Garden Grove địa hạt số 5 có ủy viên Diana Nguyễn Khải Đào. Học khu Orange địa hạt số 3 có Dũng tức là Dan Nguyễn. Học khu tiểu học Anaheim địa hạt số 3 có Julie Diệp. Học khu Fountain Valley có Huy Trần. Hội đồng thành phố Fountain Valley có phó thị trưởng Tech Bùi. Thị trưởng Garden Grove có cụ nghị viên Phát Bùi, cụ nghị viên Thu Hà Nguyễn, luật sư Nguyễn Quốc Lân, Thomas Quốc Thái Nguyễn. Nghị viên Garden Grove địa hạt số 2 có Philip Nguyễn. Nghị viên Garden Grove địa hạt số 6 có Trí Lâm. Nghị viên Irvine địa hạt số 3 có Jeremiah. Nghị viên của Santa Ana địa hạt số 1 có phó thị trưởng Thái Việt Phan và Julie Tran. Nghị viên Stanton địa hạt số 2 có nghị viên Hồng Alice Van. Nghị viên Westminster có Howie Thiel và Thành Đặng. Nghị viên Westminster địa hạt số 3 có Mark Nguyễn và Joseph Ngô. Đặc khu vệ sinh Midway City Centenary District thì có ủy viên Tyler Diệp, ủy viên Chí là Charlie Nguyễn, Nam Quang Nguyễn, anh Andy Nguyễn, Khải Đào và Amy Phan West. Ở tiểu bang Georgia thì có dân biểu tiểu bang địa hạt số 80, dân biểu Long Trần. Illinois thì có dân biểu tiểu bang địa hạt số 13, dân biểu Loan Huỳnh, Terry Lê. Ở Massachusetts, tiểu bang địa hạt số 18 có dân biểu Trâm Nguyễn. Ở Nevada thì có chức vụ thượng nghị sĩ dân biểu thì địa hạt số 3 thì có thượng nghị sĩ Roxwell Nguyễn. Dân biểu tiểu bang địa hạt số 8 thì có dân biểu Nguyễn Duy Nguyễn. Ở tiểu bang Oregon cho chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang địa hạt 23 thì có dân biểu Khanh Phạm. Cho chức vụ dân biểu tiểu bang địa hạt số 36 thì có dân biểu Hải Phạm. Và cho chức vụ dân biểu tiểu bang địa hạt số 38 thì có dân biểu Daniel Nguyễn. Dân biểu tiểu bang địa hạt số 45 thì có dân biểu Thủy Trần. Dân biểu tiểu bang địa hạt số 48 dân biểu Hòa Hiền Nguyễn. Ở
Ở Texas thì có dân biểu tiểu bang, thì địa hạt 149 thì có tiến sĩ Lily Trương và dân biểu Hưu Vật Võ. Ở Virginia thì có cụ đại tá Hùng Cao. Và ở tại Washington thì có dân biểu của tiểu bang địa hạt số 41, dân biểu Mỹ Linh Thái. Và vừa rồi đó là danh sách mà chúng tôi ghi nhận được từ bản tin của người Việt sau khi mà cái ngày bầu cử xảy ra. Và chúng tôi cũng có một cái điều ghi nhận là riêng tại tiểu bang California thì có rất là nhiều người ra tranh cử. Có những cái thành phố hoặc là tuy nhỏ nhưng mà cũng đông người Việt Nam, do đó nên tới có 4-5 người Việt Nam ra ứng cử. Riêng tại tiểu bang Oregon thì có rất nhiều người ra ứng cử cái chức vụ gọi là dân biểu của tiểu bang. Đây là một cái điều rất là có thể nói là cộng đồng người Việt của chúng ta lớn mạnh, và lớn mạnh ngay trong vấn đề lập pháp và hành pháp, là muốn trở thành những người phục vụ cho đất nước của Hoa Kỳ. Và cái kết quả bầu cử như thế nào cho đến ngày hôm nay thì chưa chính xác lắm, giờ đó chúng tôi không loan tin. Nhưng mà trong cái bản tin kỳ tới chúng tôi sẽ có bản tin ai là những người thắng cử trong cái cuộc tranh cử năm 2024. Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình BTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Phở 75 Centerville khai trương tháng 7 tại địa điểm mới 6053 Centerville Crossland, Centerville, Virginia 20121. Và Pharmacy, nhà thuốc Tây Arlington, dược sĩ Đỗ Thị Tố Nguyễn phục vụ quý đồng hương vùng Northern Virginia, nhận hầu hết các loại bảo hiểm Medicare, Medicaid, Part D, giao thuốc miễn phí đến tận nhà, cách tiệm 5 mile, tận tâm nhanh chóng với nhiều năm kinh nghiệm, trả lời mọi thắc mắc về cách dùng thuốc, bán thuốc theo toa bác sĩ, chích ngừa cảm cúm, viêm phổi và shingle. Địa chỉ 6023 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22205. Điện thoại 703-538-5555, mở cửa từ thứ Hai tới thứ Sáu từ 9 giờ đến 7 giờ chiều, thứ Bảy từ 9 giờ đến 2 giờ chiều. Dù trời giông bão nắng tuyết, Nova tiệm thuốc vẫn giao tận nhà. Hải sản Phương Bình, tôm khô Louisiana, khô cá đù Texas, hương vị quê hương, đảm bảo vệ sinh, giá rẻ, hàng gửi tận nơi, không tính cước phí. Vui lòng liên lạc Bình 404-988-4433, 404-988-4433. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com.